đầu chương trình, mời quý vị đến với thông tin tử vi tổng quan ngày 3 tháng 9 năm 2021, thứ 6 dương lịch. Âm lịch là ngày 27 tháng 7 năm 2021, tức ngày Giáp Dần, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Tiết khí, sử thử, trực phá, ngày thiên hình hắc đạo, xấu. Các cung giờ hoàng đạo trong ngày gồm 23 đến 1 giờ, giờ Thanh Long, 1 đến 3 giờ, giờ Minh Đường, 7 đến 9 giờ, giờ Kim Quỹ, 9 đến 11 giờ, giờ Bảo Quang, 13 đến 15 giờ, giờ Ngọc Đường và 19 đến 21 giờ, giờ Tư Mệnh. Các giờ hắc đạo gồm 3 đến 5 giờ, giờ Thiên Hình, 5 đến 7 giờ, giờ Chu Tước, 11 đến 13 giờ, giờ Bạch Hổ, 15 đến 17 giờ, giờ Thiên Lao, 17 đến 19 giờ, giờ Nguyên Vũ và 21 đến 23 giờ, giờ Cầu Trận. Ngũ hành niên mệnh, Đại Khê Thủy, ngày Giáp Dần, tức Can Chi tương đồng, Mộc là ngày cát. Nạp âm, Đại Khê Thủy kỵ tuổi, Mậu Thân và Bính Thân. Ngày thuộc hành thủy, khắc hành hỏa, đặc biệt tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi, tuyệt dậu. Tuổi xung với ngày hôm nay đó là tuổi Mậu Thân, Bính Thân, canh ngọ, canh tí. Tuổi xung với tháng là tuổi Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất và Nhâm Thìn. Các sao tốt trong ngày hôm nay bao gồm Thánh Tâm, Giải Thần Đại Cát, Dịch Mã. Sao xấu gồm Nguyệt Phá, Trùng Phục, Nguyệt Hình, Không Phòng. Những việc nên làm trong ngày hôm nay đó là cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng. Việc không nên làm ngày hôm nay là mở kho và xuất hàng. Hướng xuất hành ngày hôm nay, tài thần ở hướng chính Tây và hỷ thần ở hướng Đông Nam. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày Kim Dương, xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, cầu tài lộc, thông suốt, thừa kiện, có nhiều lý lẽ phải. Quý cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi tử vi tổng quan ngày 3 tháng 9 năm 2021. Và để biết được tử vi chi tiết của từng con giáp trong ngày này ra sao thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Sau đây là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Tý trong ngày mới. Xem tử vi phương Đông, tiếp nối tử vi ngày 2 tháng 9, chính ấn mang đến cho người tuổi Tý một ngày suôn sẻ hanh thông để dành thêm thời gian vào việc phát triển sự nghiệp. Bạn cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, bạn có thể nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội thăng tiến nằm trong tầm tay. Chính sự thông minh, nhanh nhẹn nhưng không ham danh lợi của bạn đã ghi điểm trong mắt người khác. Ngũ hành tương xung cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Tý và gia đình rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Nhờ vậy mà nửa kia cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương, gia đạo an yên. Tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, ngày 3 tháng 9, vận trình suôn sẻ, dành thêm thời gian để phát triển sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, có cơ hội thăng tiến khi được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, ghi điểm nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, mối quan hệ gia đình yên ấm nhờ luôn tôn trọng nửa kia. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Tý hôm nay là 01 và 44. Giờ tốt trong ngày là từ 7 đến 9 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh dương, màu đen. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc, thành công. Sau đây, mời quý cô bác, anh chị và các bạn trước khi đến với tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày mới thì quý vị đừng quên hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay bây giờ là tử vi của con giáp tuổi Sửu ngày 3 tháng 9 năm 2021. Chính tài nâng đỡ mang đến rất nhiều niềm vui, tin mừng về tài lộc cho người tuổi Sửu. Bạn kiếm tiền dễ dàng hơn, dòng tiền quay về nhanh hơn, tài lộc vượng phát. Nếu nhận thấy có những cơ hội tốt thì hãy cố gắng dành thời gian tìm hiểu, đừng vội vàng bỏ qua. Thế nhưng bên cạnh đó, bạn nên tránh tiêu xài hoang phí
để có một khoản tài chính đảm bảo dùng trong các trường hợp cấp bách mà không cần phải cuống quýt không biết xoay sở ở đâu. Việc đầu tư cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định. Thủy khắc hỏa dự báo những khúc mắc trong tình cảm lứa đôi ngày càng gay gắt. Chính vì cả hai luôn giữ trong lòng những thắc mắc, hoài nghi, buồn bực và ấm ức nên mối quan hệ luôn ngập tràn vấn đề. Và nếu có gì nên thẳng thắn trò chuyện với nhau thì sẽ tốt hơn. Quý vị tuổi Sửu nhớ xem thêm video Tử vi tuổi Sửu tháng 8 âm lịch năm 2021, các thần che chở, quyết tâm vượt khó, tài lộc, tình duyên như ý. Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi ngày 18 tháng 8 vừa qua. Tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim ngày mùng 3 tháng 9, kiếm tiền dễ hơn, dòng tiền quay về nhanh hơn. Tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, tình cảm gia đình có những mâu thuẫn. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ nên tránh tiêu xài hoang phí để có một khoản tài chính phòng khi bất trắc. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, bạn kiếm tiền dễ dàng, tài lộc vượng phát. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Sửu hôm nay là 59 và 73. Giờ tốt trong ngày là từ 9 đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, màu vàng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Quý cô bác anh chị và các bạn vừa theo dõi tử vi chi tiết của con giáp tuổi Sửu ngày 3 tháng 9 năm 2021. Và để tiếp tục cập nhật những video mới nhất, đặc sắc và ý nghĩa từ chương trình thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay sau đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày mới. Xem tử vi khoa học, Tỷ Kiên cảnh báo nếu không chịu mở rộng tầm nhìn thì thật khó có thể phát hiện ra bất cứ điều gì thay đổi ngày hôm nay. Con giáp tuổi Dần nên chú ý. Bạn cần học cách quan sát và cảm nhận thay vì khăng khăng tin vào những suy nghĩ của bản thân. Tình thế thay đổi nhiều hơn là bạn dự đoán đấy. Thủy khí vượng cho thấy bản mệnh hay mệt mỏi, không nên lấy cà phê để giúp cho tinh thần bạn tỉnh táo hơn thường ngày. Điều đó không có ích gì, rõ ràng là cơ thể bạn đã mệt mỏi đủ rồi và cần được nghỉ ngơi, thư giãn trước khi bước vào ngày làm việc mới. Đừng thúc ép mình quá đà bạn nhé. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú. Các việc nên làm trong ngày hôm nay là khởi công tạo tác, trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, chổ cửa, tháo nước hay các việc thủy lợi, đi thuyền. Tử vi tuổi Giáp Dần mệnh Thủy, ngày hôm nay sự tín nhiệm của bạn dành cho ai đó bị tiêu tan. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, nếu thích điều gì nên thực hiện đến cùng. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, hãy nghỉ ngơi nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc, tránh đối đầu ý kiến với người thân trong gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, có mối liên hệ chặt chẽ với người quen. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Dần hôm nay là 49 và 62. Giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá, màu tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mão, tuổi Tuất. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc, bình an. Ngay bây giờ là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày mới. Xem tử vi hôm nay, người tuổi Mão đón nhận tin vui trong tình cảm nhờ tam hội cục. Con giáp này độc thân sẽ được giới thiệu cho những mối quan hệ mới, khả năng trở thành nhân duyên tốt đẹp. Mối quan hệ gia đình hài hòa, vui vẻ, gắn kết và dường như không còn mâu thuẫn hay bất đồng nào nữa. Thế nhưng họa hao tiền kéo đến, bản mệnh đang phải đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền bạc đang đến rất gần. Do không kiềm chế được nhu cầu của bản thân nên người tuổi Mão tiêu xài phung phí, mua những thứ không thực sự cần thiết nên tiền bạc cứ thế mà tiêu tan, khó lòng lấy lại được. Tiền có nhiều đến mấy cũng có ngày tiêu hết, nếu chỉ biết hưởng thụ thì có thể sẽ đến lúc người tuổi Mão phải vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên chuyện vẫn chưa quá muộn và con giáp này vẫn có cơ hội để sửa sai. Hãy chăm chỉ làm việc, phát huy năng lực của mình thì kiếm tiền cũng không khó khăn. Tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy, ngày 3 tháng 9, chăm chỉ làm việc, phát huy năng lực, kiếm tiền không khó. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, phải đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền bạc đang đến gần. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, có niềm tin và hy vọng mới trong cuộc sống. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc,
đón nhận tin vui trong tình cảm. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, mối quan hệ với gia đình vui vẻ, gắn kết. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc được đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao. Và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Mão hôm nay là 46 và 55. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, màu vàng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Hợi. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Mão. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Tiếp theo, mời quý vị trải nghiệm những thông tin tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày mới. Xem tử vi thứ 6, tài thần xuất hiện là các thần che chở cho vận trình tài lộc của con giáp tuổi Thìn. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn, hàng hóa lưu thông đều đặn. Mọi chuyện đang đi đúng guồng quay và tiến độ mà bạn mong muốn nên không có gì phải bận tâm vào lúc này. Với những người tuổi Thìn đi theo nghiệp văn phòng làm công ăn lương thì vận trình có đôi chút khác biệt. Song về cơ bản thì tài chính vẫn đang khởi sắc, tiền bạc không cần phải quá lo lắng hay quá eo hẹp. Bản mệnh thêm vào đó là có nghề tay trái cho nên giúp cho đời sống bớt phần nào khó khăn khi chỉ trông chờ vào lương và thưởng. Ngũ hành tương xung lại khiến cho vận trình tình duyên đi xuống. Người độc thân vẫn đang chần chừ, không biết trái tim mình hướng về đâu. Còn người đã có đôi thì gặp phải khúc mắc trong chuyện gia đình. Hai người tranh cãi bất đồng cũng bởi không tìm thấy tiếng nói chung. Quý vị tuổi Thìn nhớ tham khảo ngay video tử vi tuổi Thìn tháng 8 âm lịch năm 2021. Bình tĩnh, lĩnh thành quả, tránh nóng nảy, thị phi, sức khỏe cần chú ý. Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi ngày 22 tháng 8 vừa qua. Tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa ngày hôm nay được các thần che chở cho vận trình tài lộc. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh Thổ, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, hàng hóa lưu thông đều đặn. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc, tài vận đang khởi sắc, tiền bạc không quá eo hẹp. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh Kim, tình duyên đi xuống, người độc thân chần chừ dễ bỏ lỡ cơ hội. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh Thủy, cặp đôi nhiều tranh cãi do không tìm thấy tiếng nói chung. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Thìn hôm nay là 35 và 60. Giờ tốt trong ngày là từ 9 đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu cà phê, màu nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Sau đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày mới. Dần Tỵ tương hại cho thấy người tuổi Tỵ có thể gặp phải những chuyện không hay trong ngày hôm nay vì cục diện này gây ra. Nhiều chuyện thị phi cùng ập tới, bản mệnh không hiểu sao vận xui cứ đeo bám mình không dứt. Trong lúc bản mệnh còn đang hoang mang ngỡ ngàng thì kẻ tiểu nhân đã nhân cơ hội để hạ thấp uy tín của những người tuổi Tỵ. Đây có thể sẽ là ngày xui xẻo của con giáp này khi không làm gì cũng vướng tai họa từ trên trời rơi xuống. Bù lại thủy sinh mộc, hôm nay đường tình duyên vượng sắc, người độc thân có nhiều cơ hội tìm thấy một nửa cho riêng mình. Đôi khi hạnh phúc ở ngay trước mắt chứ chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chỉ là thường ngày bạn không chú ý đến mà thôi. Tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh Hỏa, ngày hôm nay nhiều chuyện thị phi cùng ập tới, vận xui đeo bám. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh Thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân có cơ hội hạ thấp. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh Mộc, đào hoa nở rộ, đường tình duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh Kim, người độc thân có nhiều cơ hội tìm thấy một nửa của mình. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 3 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 3 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Tỵ hôm nay là 32 và 67. Giờ tốt trong ngày là từ 1 đến 3 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, màu hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Sửu, tuổi Dậu. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Tỵ. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Sau đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ ngày mùng 3 tháng 9. Nhờ có tam hợp một con giáp tuổi Ngọ độc thân, rất vượng nhân duyên, nhiều người theo đuổi, thế nhưng lại không tốt cho những người đã có gia đình. Bạn phải cố gắng vượt qua những cám dỗ hiện tại. Những người tuổi Ngọ đừng để tâm trạng tồi tệ của người nào đó phủ bóng lên tâm trạng của chính bạn, ngày có thương quan gây hại.
khiến cho tinh thần của bạn sẽ không tốt một chút nào trong ngày hôm nay đâu. Hãy tự giải thoát cho mình và dành thời gian cho cuộc sống cá nhân thì hơn. Thủy mộc tương sinh cho thấy, một người từng là chỗ dựa, giờ đây đã không còn hiện diện ở bên bạn. Điều tuyệt vời là bạn không bị phụ thuộc vào người đó quá nhiều mà có thể chủ động có những bước đi riêng của mình. Vậy thì đây chính là cơ hội để bạn có thể chọn lựa một hướng đi độc lập rồi đó. Tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim, ngày hôm nay được nhiều người giúp sức nên mọi việc hanh thông. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, hãy lắng nghe những việc người khác chia sẻ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, thay đổi của bạn có tính đột phá. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, hãy thực hiện việc gì mà bạn thực sự yêu thích. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, có hy vọng mới trong chuyện tình cảm. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc được đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao. Và tình cảm được đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn của người tuổi Ngọ hôm nay là 25 và 34. Giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là màu hồng, màu nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Tý. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Sau đây để đến với tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày mới thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay bây giờ là tử vi của con giáp tuổi Mùi ngày mùng 3 tháng 9 năm 2021. Xem tử vi phương Đông hôm nay, người tuổi Mùi có vận trình hung cát đan xen. Con giáp này có thu nhập ổn định, nguồn thu phần lớn đến từ công việc chính. Vì vậy, có thể tập trung hoàn thành tốt công việc, bạn sẽ đạt những hiệu quả về tài chính. Bản mệnh luôn chăm chỉ, có trách nhiệm với mọi nhiệm vụ được giao và nỗ lực làm tốt nhất có thể. Tài lộc dù vượng nhưng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề tình cảm mà người tuổi Mùi đang phải đối mặt. Bản mệnh có những yêu cầu tiêu chuẩn quá cao đối với nửa kia của mình và điều đó có thể chính là rào cản mà con giáp này cần phải vượt qua để chạm tay tới hạnh phúc. Con giáp này trở nên quá khắt khe với những người có tình cảm với mình. Điều đó chỉ khiến cho đào hoa của người tuổi Mùi ngày càng ảm đạm mà thôi. Trong cuộc sống, đâu có ai là hoàn hảo. Ngay đến chính bản thân, người tuổi Mùi cũng chưa chắc chắn rằng mình có thể vẹn toàn đến thế. Quý vị tuổi Mùi đừng quên xem thêm video tử vi tuổi Mùi tháng 8 âm lịch năm 2021. Đảm bảo thu chi, ngại gì đổi mới để tiền gối đầu giường. Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi ngày 25 tháng 8 vừa qua. Tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim trong ngày hôm nay có thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy chăm chỉ, có trách nhiệm với mọi nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa tình duyên ngày càng ảm đạm. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ trở nên quá khắt khe với những người có tình cảm với mình. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc hãy theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc được đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao. Và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Mùi hôm nay là 20 và 46. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, màu đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tý, tuổi Dậu. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Mùi. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Sau đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày mới. Dần Thân tương xung cảnh báo những vận hạn mà người tuổi Thân có thể gặp phải trong đường tình cảm ngày hôm nay. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi có phần gay gắt hơn nếu không nhanh chóng giải tỏa mà gặp phải sự chọc phá của kẻ thứ ba thì có thể phần thua sẽ thuộc về chính bản mệnh. Người độc thân vẫn còn luôn muốn tìm kiếm một người mang lại cho mình cảm giác an toàn là bến bờ để mỗi khi ngoài kia giông gió có thể là nơi trở về. Song dường như bạn đang đòi hỏi ở đối phương mà không chịu đưa ra tình cảm thực sự của chính mình. Lại thêm tai họa do ảnh hưởng của thiên quan gây ra khiến cho công việc của những người tuổi Thân gặp phải không ít trở ngại. Kẻ tiểu nhân tìm cơ hội ném đá sau lưng phá hoại cơ hội thăng tiến của bản mệnh, khiến cho công sức làm lụng bấy lâu của bạn có thể đổ bể chỉ trong chớp mắt. Quý vị tuổi Giáp Thân mệnh Thủy ngày hôm nay tình cảm bấp bênh, mâu thuẫn các cặp đôi ngày càng gay gắt hơn. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa điềm báo có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ ngày hôm nay người độc thân
đặt ra yêu cầu quá cao về một nửa cho tương lai. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, công việc gặp trở ngại nhất định. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, đề phòng tiểu nhân tìm cơ hội ném đá sau lưng, phá hoại. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 3 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Thân hôm nay là 60 và 17. Giờ tốt trong ngày là từ 23 đến 1 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, màu xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Thân. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc, thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Dậu ngày 3 tháng 9. Chính quan đến bên con giáp tuổi Dậu hôm nay và bảo trợ cho vận trình công danh của bản mệnh. Nhờ thế mà bạn giữ được sự bình tĩnh trong công việc, tìm thấy niềm vui, niềm đam mê khi theo đuổi những thứ mà mình yêu thích. Tinh thần trách nhiệm cao giúp con giáp này không quản ngại khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao dù có vấp phải bao nhiêu khúc mắc. Điều này được cấp trên đánh giá khá cao, khả năng thăng tiến trong thời gian tới của con giáp cũng rất khả quan, thậm chí có thể nói là khá cao nữa. Thủy hỏa xung khắc khiến vận trình tình cảm của những người tuổi Dậu có phần sa sút. Bạn luôn hết mình vì người ấy, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để đem lại niềm vui cho người mình yêu thương. Nhưng dường như người ấy chỉ có thói quen nhận mà không trao đi, khiến bạn không tránh khỏi những thời điểm chạnh lòng và tổn thương. Tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy ngày 3 tháng 9, công danh suôn sẻ, luôn giữ được bình tĩnh trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, vận trình tình cảm sa sút khi sự hy sinh chỉ xuất phát từ một phía. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, không quản ngại khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, được cấp trên đánh giá cao, khả năng thăng tiến là rất lớn. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, tìm thấy niềm vui, niềm đam mê khi theo đuổi thứ mình yêu thích. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 3 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Dậu hôm nay là 12 và 47. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, màu xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và tài lộc tấn tới. Tiếp theo, để đến với tử vi của con giáp tuổi Tuất ngày 3 tháng 9 thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay bây giờ là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày mới. Tam hợp mang đến nhân duyên tốt đẹp cho người tuổi Tuất. Có những người độc thân tin rằng số phận đã cho hai người gặp nhau để kết nên duyên. Nhưng duyên tới là một chuyện, giữ được nó hay không lại là do bạn mà thôi. Thiên tài mang lại nguồn tiền mà con giáp tuổi Tuất mong muốn. Có thể là bạn vừa nhận được tiền lương từ cấp trên hoặc được những người kinh doanh online thì lại có sự tín nhiệm mà đem về lợi nhuận. Thủy thổ tương xung ảnh hưởng tới công việc của bản mệnh, khiến một số việc bạn tưởng rằng đã hoàn thành nhưng lại nhận ra có người làm hỏng việc, thậm chí bị dò dỉ thông tin nên ảnh hưởng đến kết quả chung và bạn phải dành thời gian để xử lý. Quý vị tuổi Tuất đừng quên xem thêm video vui vẻ lạc quan, tràn đầy nhiệt huyết, xóa tan muộn phiền qua 7 lời Phật dạy. Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi. Tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh Hỏa ngày 3 tháng 9 chớ nên đổ lỗi tại số phận. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh Thổ hãy tập hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để hiểu bản chất vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh Mộc dành thời gian sắp xếp lại cuộc sống của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh Kim tình cảm đôi lứa ngày càng tốt đẹp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh Thủy tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn của người tuổi Tuất hôm nay là 09 và 11. Giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng, màu xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn. Chúc quý vị luôn gặp được những điều may mắn, hanh thông, sức khỏe dồi dào.
Ngay sau đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi cho ngày mới. Đường tình duyên của người tuổi Hợi ngày hôm nay cực kỳ vượng sắc. Con giáp này có thể sẽ cần nhiều hơn thời gian để có thể ở bên người mình yêu. Người độc thân bất ngờ tìm thấy tình yêu, tưởng chừng ngọn lửa trái tim đã tắt. Tình yêu luôn tồn tại, chỉ là bản mệnh có chấp nhận sự tồn tại của nó hay không mà thôi. Người tuổi Hợi làm gì trong ngày hôm nay cũng đều suôn sẻ, ít gặp khó khăn và có người giúp đỡ. Các mối quan hệ với người thân, bạn bè hòa hợp, tốt đẹp. Bên cạnh đó, bản mệnh nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Dù công việc bận rộn nhưng cũng đừng quên ăn uống ngủ nghỉ cho thật khoa học và lành mạnh. Người tuổi Hợi đã vượt qua được thử thách và nhận được nhiều lời khen ngợi với nỗ lực cùng khả năng của mình. Con giáp này không lùi bước trước khó khăn, quyết tâm giành được những điều mình hằng mong muốn. Không phải ai cũng có tinh thần và ý chí mạnh mẽ như vậy, và điều này cũng đến từ việc bạn rèn luyện cả mà thôi. Tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa ngày hôm nay nên chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, tránh có những suy nghĩ chủ quan quá. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, quan hệ với người thân bạn bè hài hòa, tốt đẹp. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, nhận được nhiều lời khen ngợi với sự nỗ lực và năng lực của bạn. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, tìm thấy tình yêu, hạnh phúc. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 3 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Hợi hôm nay là 05 và 21. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, màu tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tuất, tuổi Mão. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Hợi. Chúc quý vị nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Vừa rồi quý cô bác, anh chị và các bạn đã theo dõi tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 3 tháng 9 năm 2021. Và để tiếp tục cập nhật những video mới nhất, đặc sắc và ý nghĩa từ chương trình thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới